Đức Thịnh từng bị người yêu cũ tác động vì lỡ miệng cả gan khen Thanh Thúy xinh đẹp. Thanh Thúy và Đức Thịnh là cặp đôi đẹp trong showbiz, trở thành mẹ của hai thiên thần nhỏ, nữ diễn viên vòng xoáy tình yêu bận rộn hơn nhưng ngập tràn niềm vui. Hiện tại, Thanh Thúy đang có trong tay cuộc sống viên mãn cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. Mới đây khi tham gia một chương trình, Đức Thịnh khẳng định tình yêu chớp nhoáng có thể bắt đầu vì nhìn gương mặt cảm thấy hợp nhãn, tạo nên cảm xúc nhất thời nào đó, nhưng khi tìm hiểu lâu dài lại thấy không hợp nên chia tay là điều bình thường. Nam đạo diễn cho biết thêm, tình yêu của mình với diễn viên Thanh Thúy chắc chắn không phải tình yêu chớp nhoáng. Đức Thịnh lý giải thời điểm gặp vợ hiện tại, anh đang có người yêu. Khi đó Thúy là sinh viên năm đầu tiên và đang đứng trên sân khấu hát thì tôi buộc miệng khen cô ấy xinh, quên luôn là mình đang ngồi với người yêu. Thế là tôi bị người yêu tác động một cái ngay vì ghen. Đức Thịnh tâm sự. Nam đạo diễn cho biết với anh và Thanh Thúy thì đối phương chưa bao giờ là đối tượng để tìm hiểu yêu đương. Cả hai đã là đồng nghiệp trong 5 năm ở sân khấu kịch Phú Nhuận trước khi để ý và tiến tới mối quan hệ tình cảm. Thanh Thúy và Đức Thịnh chính thức về chung một nhà sau thời gian hẹn hò. Trong một cuộc trò chuyện, Đức Thịnh tâm sự về gia đình mình. Hầu hết mọi người đều nghĩ thu nhập của tôi nhiều hơn Thúy. Nhưng thật ra, đó chỉ là khoản thu trong nghệ thuật. Thanh Thúy rất giỏi, cô ấy đầu tư ở ngoài nhiều, nguồn thu cho gia đình thì Thúy nhiều hơn, giỏi hơn tôi. Nam đạo diễn bày tỏ, anh và bà xã ngang bằng nhau về nhiều thứ khác trong cuộc sống lẫn công việc. Vì vậy, anh sẵn sàng nhường bà xã để Thanh Thúy trở thành người chỉ huy trong gia đình. Nữ diễn viên hạ sinh con ra đầu lòng vào năm 2009. 10 năm sau, quý tử thứ hai của vợ chồng Thanh Thúy cũng chào đời. Tôi phải đi học lại từ đầu, từ việc thay giáo cho con tới việc ăn uống. Cũng may thời điểm này kinh tế ổn định, cho nên lúc mang thai bé Tết, tôi xác định luôn, ở nhà nghỉ, dưỡng thai, không làm bất cứ gì hết. Nữ diễn viên chia sẻ trong một chương trình. Hai cậu ấm nhà Thanh Thúy thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ. Ở tuổi U40, cô vẫn sẵn sàng sinh thêm con. Cả hai lần sinh con thì Thúy không có bị nghén, đi sinh thì cũng không đau bụng, nên có sinh thêm 10 đứa nữa Thúy cũng không sợ. Cô chia sẻ. Dù vậy, Thanh Thúy cho rằng chỉ cần hai thiên thần nhỏ thôi là đủ hạnh phúc. Ai cũng hỏi tôi có sinh nữa không, tôi nghĩ dù gái hay trai chỉ hai là đủ nha mọi người. Với lại thật ra nhà tôi còn một đứa nữa rồi mà, cô viết. Cuộc hôn nhân của Thanh Thúy và Đức Thịnh kéo dài đến nay đã 14 năm, trải qua không ít sóng gió. Cả hai từng vướng tin đồn ly hôn. Trả lời nghi vấn, Đức Thịnh cho biết gia đình gặp trục trặc tình cảm. Anh chia sẻ quan điểm, dù là người yêu hay vợ chồng thì cũng có lúc phai nhạt. Trong một chương trình, Thanh Thúy tiết lộ phát ghen khi có cô gái nhắn tin cho chồng lúc đêm khuya. Nữ diễn viên thấy vậy, liền thay Đức Thịnh phản hồi lại trong suốt 20 phút, thậm chí đối phương còn đòi nhắn password của tụi mình đi. Thanh Thúy sau đó đã gọi chồng thức dậy xử lý nốt vấn đề. Cách ghen cao tay của bà xã khiến Đức Thịnh phải xanh mặt. Sau những khó khăn, Thanh Thúy và Đức Thịnh gìn giữ tổ ấm vẹn tròn. Cặp đôi vun vén gia đình hạnh phúc, vững vàng cả về kinh tế. Ở tuổi 40, sao nữ vòng xoáy tình yêu giữ gìn nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Hồi tháng 5, Thanh Thúy Đức Thịnh tổ chức tiệc kỷ niệm 14 năm ngày cưới tối 19 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 100 khách mời, gồm bạn bè, người thân góp mặt trong sự kiện được tổ chức ngoài trời. Thanh Thúy nói, cứ mỗi năm trôi qua, được ở bên nhau, chúng tôi lại trân trọng hôn nhân hơn. Có những lúc cả hai bực mình trái ý, nhưng cuối cùng luôn nhận được từ bạn đời sự tôn trọng. Sau 14 năm chung sống, tôi thấy quyết định chọn anh Đức Thịnh làm bạn đời là chính xác. Nữ diễn viên cho biết, những lần vợ chồng trục trặc trước đây chủ yếu do cô hiếu thắng ép anh làm kinh doanh và so sánh anh với những người đàn ông khác. Dù vậy, Đức Thịnh luôn nhường nhịn để vợ tự do thực hiện điều cô mong muốn.